Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo đó, có 8 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản gồm: kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của luật này, giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản, thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định của luật này, sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, và cuối cùng, thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.